Ok, và hello tất cả mọi người nha. Đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Thì nay mình sẽ tiếp tục series con The Walking Dead nhé. Ok, trước khi vào video mình rất muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Và tất cả các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha. Bằng cách like và share trên tất cả các cộng đồng mạng luôn. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký đi. Cái tập trước là sau khi mà để cho thằng con trai của ông già kia chết á thì ông bực mình quá và ông đuổi. Ông đuổi hết. Ông không để lại bất kỳ ai trong cái trong nông trại của ông nữa, cho nên là mình mới tới cái thành phố này. Đây là cái quê nhà của mình. Hình như là cửa hàng này là cửa hàng của cha mẹ mình sao? Tại thấy đây photographer thấy là có hình để hình hai ông bà da đen. Mình suy đoán là vậy. No, I'm sorry to hear your loved one was eaten by the living dead guard. We can't let anything happen to Ducky. I know, hon. Chỉ là xem qua mấy bản tin rồi thôi. Lấy hình. I don't remember them very well. Ông mình không nhớ nhiều về họ hả? Chỉ như thanh niên này đi lính hay sao? Cái nói chuyện lại ông Kenny xem. Hey Lee, maybe punching him wasn't such a good idea. There were worse plans. Says the guy who didn't get punched in the mouth. Anyway, we, Kat and I, appreciate lần trước là mình kêu ông này là đấm vô mặt ông già, nhưng mà ông này nói là đấm vô mặt ông già không phải là ý kiến hay, cho nên là ông Kenny ông bị đấm lại. How's Duck doing? He's okay. It was just a shock. We're lucky as hell nobody got nabbed on the way in here. No kidding. How's she doing? Okay. Well, her family's dead, so. That's awful, Lee. Yeah, well. She seems to be handling herself all right. She's just a little girl, Ken. Lee says she spent days on her own. That takes toughness. But you have no idea what sort of emotional damage is happening to her every second her family is gone. Are you guys all right? We're just fine. Okay, considering. Mình chắc là mấy khúc này cũng là như mấy cái khúc nói chuyện giống như trong chuyện chạy thôi. Phải hỏi hết chuyện. What's the plan? Hỏi bây giờ kế hoạch như nào, hỏi là họ có ổn không? Seems pretty dangerous out there, so we ought to wait for things to clear up. You said your family was from here in Macon? Ừ đúng rồi, bà này bà thắc mắc là gia đình mình ở đây nè. Should we go looking for them? Dạ, bà hỏi là họ ở đâu? Đúng rồi, mình nói là họ sở hữu cái khu này. They own this place. They're gone. Nhà họ đã đi rồi. Cat. They were good people. I wasn't around much, but yeah, they're dead. Lee, you got a second? Sure. Back on Herschel's farm. Yeah. We didn't even try to save him. That blood is on our hands, you know? It happened pretty fast. I guess. But I can't stop seeing him in my head. We can't kill ourselves over. We killed that boy. We could have saved him together. We did what we could. Bad things happen. We didn't make a choice that killed John. You think you do when you look back on it. But in a moment, when things are really out of control, you don't have any choice. À đây là chắc là đang nói chuyện lại về cái việc mà để cho thằng Son nó chết á. Try to let it go. Ông này là ổng sợ quá, tại vì ổng bế thằng con đi rồi cho nên ổng chạy. Chứ nếu như mà ổng lại ổng phụ giúp mình là cũng có thể cứu được thằng Son. We just need to get back to Fort Lauderdale. We'll do our damnedest. Chuyện với con này xem. You're a pretty good shot. Nói cô này bắn rất là giỏi. Well, you don't fuck with a reporter, especially one that's 3 days out from her last cup of coffee. Con này là phóng viên. What are you messing around with there? A radio. I can't get it to work though. Here, let me have a look. Kiểu như phóng viên là nó phải la lộn trong nguy hiểm á, cho nên là nó học cách bắn. Rồi nó đang sửa radio hả? Nothing.
có gì xảy ra. Không có pin. There are no batteries in this thing. What now? You know that there are no batteries in that thing. Yeah, of course. I mean, yeah. No. I can try to find some. Needs two. Thanks. I wouldn't even really know what to look for. Phải, cái phóng viên không biết sử dụng radio. Giờ mình nói là mình sẽ tìm cho nó hai viên pin. Báo phút bóc. Looks like nobody got a chance to donate anything before this all went down. Hôm nay đi vòng vòng kiếm cái gì tương tác thôi, ATM. It's not damaged. Glad this place didn't get looted. Mà thời đại này thì lấy tiền làm cái gì nữa? Energy bag hả? Là cái gì? Hình như là một cái thanh sô-cô-la. À, đưa xanh sô-cô-la cho Lê Mạch Tiên. Hey there. Hi. Can I get you anything? I'm okay. Maybe I'm a little hungry. Đúng rồi, con bé đang một chút đói cho nên là đưa cho nó thanh sô-cô-la. So, mình nói là mình cần hiểu hơn về nó. Yeah, I'm fine. I just, I'm good. That's good. Yeah, I think so. Being good is good, despite the circumstances. Yep. Any word from Glenn? Nothing. Con này mình hình như là mình đưa cho nó giữ bộ đàm để nói chuyện lại thằng Glenn. You're doing a good job. We'll sit tight. Okay. Nhưng mà thằng Len nó đi, nó vẫn chưa báo cáo về. It's not much, but here you go. Thank you. Of course. Rồi mình quan tâm tới Len mình được mà. Bin rồi lấy được một cục pin rồi. Với lại sô cô la nữa này. How's he doing? I'm not sure I got your name. It's Lee. Okay, mình quan tâm tới này. Cô nhỏ Lily này nó vẫn bực mình với mình nhờ. I was just doing what I had to earlier. Everyone was. Now his heart's acting up again and I'm powerless to do anything. And that violence before with my dad, that didn't help. You're from here? I work at Warner Robins, the Air Force base. Yeah, I know it. Pilot? Nah, just mechanical admin stuff. À, con này nó làm thợ sửa máy bay. Sometimes a plane. Nó làm ở máy bay ở gần đây nè. I work up at UGA. I'm gonna get back to him. Sounds good. Chắc hỏi con này cũng chả có được gì đâu, nhưng mà thôi kệ. Đưa cho nó thanh sô cô la. It's not much, but here. You sure? Yeah, you're under quite a bit of stress. Thanks. That's really sweet. Don't mention it. Very, biết luôn, khá là ngọt ngào luôn. Phòng văn phòng mình ở đây, lại thêm một thanh sô-cô-la nữa. Nói chung là cố gắng tạo thân thiết với lại mấy em gái là được rồi. Try to get some rest, hon. How can I with those things out there? Lại thêm một cục pin nữa. Cộng có chỉ có 3 thanh sô cô la tất cả thôi à. Đưa cái thanh sô cô la cho em này đi. Oh, thanks. You're welcome. Are you sure your girl doesn't need it? She's good. I've been trying to keep her fed and watered. You're a good caretaker. Thanks. Phải đưa pin cho nó. This battery should fit the radio. Great, thanks. And here's another one. Should be able to get it to work now. Cái radio vẫn không hoạt động hả? It's still not working? Yeah, I can't figure it out. Let me have a look at that thing. Con nhỏ này vẫn không hiểu là tại sao cái radio vẫn không hoạt động. Để coi chắc là nó lắp ngược pin hay sao. Mình nghĩ là vậy. Đúng rồi, pin bị ngược. Tội lắp pin không mà cũng không biết dùng.
phóng viên gì kỳ vậy? You fixed it. Đơn giản vậy thôi mới kêu mình sửa được. WABE urges you to stay indoors and avoid any contact with individuals who suspect nobody got a chance to donate anything before this all went down. The station is okay. In the event of a full my producer's telling me we have to get off the air. Steve. Ở đây chỉ là mấy bạn thông báo bình thường. Có chuyện với hình đôi được xin lên nothing. Wanna step outside, have a look around? I'm not suicidal yet. No, the gate out there is closed. We can hang out in front of the store. Hồi đúng nói rủ mình là có ra ngoài ngắm hay không. Thì mình nói là rất là không muốn tự sát ngay bây giờ, nhưng mà thằng này nó nói là bên ngoài là nó đã có cửa sắt rào rồi. We'll keep it down. Don't need to bring him back this way with any unnecessary noises. Agreed. Cho nên là có thể ra được. Zombie nó đói quá vậy, nó bắt đầu nó ăn sâu xé lẫn nhau. Giống như là con zombie nào mà nó ngã xuống, nghĩa là con đó nó trở thành thức ăn rồi. Còn con nào nhớ vẫn còn đi và nó đứng được với là mấy con đó thì nó sẽ không bị ăn. Zombie mà nó đã ăn lẫn nhau là mấy bạn biết là cái sự đói khát của tụi này nó ghê tới cỡ nào. Too bad we don't have a way to come out here and watch the news. It would be nice to know what's going on elsewhere. Atlanta's in rough shape, that's all I know. Gì đây? Look at the one. Một cái con zombie bị kẹt hả? Better hell than us, huh? Oh shit. What? Có gì vậy? Know that guy? Kind of. He has a familiar face. Oh, you're from around here, huh? Could be anybody, you know. They start rotting and get all chewed up and... Shut up, Doc. Look at the uniform, though. He could have worked at the drugstore and died with keys in his pocket. À, mình không muốn nói là đây là người trong gia đình của mình, nhưng mà mình nói là nhìn cái con đó, nó mặc cái bộ đồ á, mình nghĩ là nó đang ở nhà thuốc và nó sẽ có chìa khóa để vào cửa hàng lấy thuốc. Lee Roder luôn. Ồ, vậy là hóa ra là đây là anh em trai mình. Ở đây có cục gạch này. It's a combination lock. Man, that's a hasty fortification job over there. Yeah, it didn't work. We should think about searching that guy across the street. Okay, mình nói là tóm nhớ là nên maybe he has them, but who knows ra ngoài dò soát cái thằng mà bị kẹt ở ngoài kia. I can't reach that brick. Nhưng mà thằng này nó hình như là nó không có giữ chìa khóa hay sao, cho nên là hơi đi vô. Thằng Len, mình nghĩ là đúng rồi, thằng Len nó mới giữ chìa khóa. Mà thằng Len nó đi kiếm xăng rồi. Cho nên là mình phải vô mình tương tác với lại một số thứ nữa. Mình vô đây mình tương tác với một số thứ thì thằng Len nó mới gọi. Như phải vô văn phòng nè. Sau khi thằng Len gọi á thì mình mới ra, mình giúp nó, mình đưa đồ về rồi nó mới có chìa khóa, nó mở cửa kia cho mình đi ra ngoài. Wow, căn phòng. I can't think about them in here. Hóa ra gia đình của thằng Lee này nè, nó trốn ở đây luôn, cho nên là lũ zombie nó cũng tràn vô và nó thịt hết rồi.
My parents came in here hoping to survive. But it looks like one of them was hurt. I wonder if it was my dad. Trying to be a hero, maybe. Or a protector, at least. Để mình suy đoán lại. Có thể là gia đình nó đã cố ở đây để sinh tồn. Nhưng mà... nhưng mà hình như là ông già ông đứng lên ông cố trở thành anh hùng để ông bảo vệ bà vợ, còn thằng con hình như thằng em trai của mình, thằng em trai hay anh trai ấy, nó chỉ nói là brother thôi. Thằng đó là nó hình như nó bị nhiễm trước rồi, nó đứng lên nó tấn công hai ông bà già. It's a photo of the family who owned this place. Might help us track down the keys to the office. I know who you are. Oh, phóng viên này biết mình là ai rồi. You're a professor at Athens who killed a state senator who was sleeping with your wife. This is your parents' store. Folks around town know the owner's son got himself a life sentence, but I'm a reporter for WABE in Atlanta. I paid attention to that trial. Maybe you're a murderer, but I don't really care. Frankly, that's a skill that might come in handy. Did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? No, I've been sticking to first names for a reason. You seem like an okay guy, and the last thing we need is drama out there. You've got this little girl to take care of, and... look, don't make me wrong on this. I don't plan to. Good, because if this lasts longer than a few days, and you're a detriment to the group, then we'd have a problem. I hear you. I'll just keep it to myself. Thanks. Don't worry about it. Oh, bây giờ con Casey nó bắt đầu nó nhớ mình là tin tưởng nó. Thì nó biết mình là ai mà, thì nó là phóng viên mà. Nó nói là mình, nó chia sẻ luôn như là cái tội lỗi của mình á, trong những lời trước là mình không biết là tội của mình là gì. Nhưng mà bây giờ là nó kể ra là mình là giết tình địch ngủ chung với vợ mình. Cho nên là mình mới bị đi tù đấy. Chắc là giờ phải nói chuyện với con Lê Minh Thái. I'm gonna keep looking around. Okay. Vì trong này còn cái gì nữa? À, di chuyển cái này. Về một cây gậy à. What's that? This is my dad's cane. He'd zip around here on it from time to time. À, cây gậy của ông già. No, he was okay. I actually saw him whoop shoplifters with it. This cane's protected this place better than any guard dog ever could. Plus, he knew how to make it look cool. Like you with your hat. My dad gave it to me. See, dads are smart like that. We ought to clear this door for when we find the keys. I ought to clear a path to opening that door. Oh, okay, okay, hiểu rồi. Vậy là đây nè. Phòng này là cái phòng chứa thuốc. Nhưng mà thằng em trai mình thì nó bị kẹt ở bên ngoài kia. Nó bị kẹt ở bên ngoài kia, cho nên là mình bây giờ là mình phải làm sao mà mình ra ngoài kia mình lấy được cái chìa khóa, mình vô đây mình lấy thuốc cho ông già. Better get this door clear, huh? Can I help? Con bé này nó đòi giúp mình đẩy cái cửa này ra, đẩy cái bàn này ra. How are you doing? Yeah, it's not that heavy. How about with everything outside? It's not good. No, it's not. But I think it'll be okay. Nó đẩy không nổi. Okay, here we go. Ồ, vậy mà nó vẫn cố gắng được, hay thiệt. Do you have kids? Nó hỏi mình là có con hay không. You don't have a family? Nó hỏi mình là có gia đình hay không.
What do your parents do? My mom is a doctor and my dad is an engineer. À, those are good jobs. Con này là bác What's sĩ your với job? Lại bà cha nó là tiến sĩ. Kỹ sư, kỹ sư. Like social studies? Yeah, like mình đang chia sẻ là mình làm gì ta? You didn't answer my question. Lịch sử. All right, a little further. Con bé nhỏ vậy mà Why don't được. You want to talk about your family? Do they like hate you? Và nó hỏi mình là tại sao mình lại không muốn nói chuyện lại gia đình, nó không muốn nói chuyện về gia đình của mình, là mình có ghét họ hay không, kiểu như là có cái chuyện gì đó đáng buồn trong quá khứ. Và mình nghĩ là không phải, là mình nói là cái chuyện nó khá là phức tạp, nó giấu đi. Tại chỉ có cái lựa chọn này là tốt nhất thôi. Ơi. Nhưng mà nó là con nít. Cho nên là khi mà nói những cái câu đó thì nó sẽ tiếp tục nó hỏi. Look, my family's gone and I just wish things would have been different. Yeah. Ok, mình I got into a fight once. Mình bắt đầu mình nói thật với con nhỏ này. Really badly. Tại vì con bé này là cái đứa bé đầu tiên mà với lại mình sau này mình cũng phải lo lắng cho nó nữa, cho nên là mình cứ kể cho con bé này là tốt nhất. Mình kể cho nó là mình đã từng giết người. Nó bị xước tay rồi. I hurt my finger. Is it bleeding? A little. I'll find you a bandage. Ở trong này có người tốt người xấu, nhưng mà đa số thì mình thấy là những cái người ở đây khá là ổn, cho nên mình quyết định mình nói thật. Tại vì trong cái thời đại này là nó đã khó lấy lòng tin nhau rồi, mà còn gặp thêm một cái thằng bị phạm tội giết người nữa chứ. Lấy cái băng. Băng cho con bé. Let's get this cut covered up. Yes, please. Lee? Yeah. What if my parents come home and I'm not there? Con bé nó hỏi là bây giờ là nếu như mà ba mẹ nó trở về nhà mà nó Lee. Không ở đó thì sao? They'll track us down. Và mình nói là họ sẽ tìm đến mình. Yeah, okay. We should keep a lookout. I've got my walkie-talkie in case they try that way. Stay close to me until then, okay? Nghe mình nói là mình con bé nên ở sát mình để mình có thể bảo vệ nó hơn. It's the remote to my dad's TV. Vừa lấy được một cái điều khiển, cái remote. Nhưng mà cái remote làm cái gì? Phải cái remote nó phải có tác dụng gì đó thì nó mới cho mình lấy như vậy. Cái cửa thì mình không mở được rồi, tại vì thằng em trai mình nó nằm ở trên phố mà, cho nên là bắt buộc. Wanna head back into the drugstore with me? Okay. Bắt buộc là mình phải ra đó mình lấy cái chìa khóa. Yeah. You're not bad, right? Why are you asking me that? That lady said you killed someone. Was that because he was one of the things trying to eat you? No, he wasn't. Oh. Was he bad? He was. Con bé nó hỏi là như con bé nó nghe được là cái con kia nó nói là mình đã từng giết người, thì nó hỏi là tại sao mình lại giết người, bởi vì cái thằng đó nó cố tình nó ăn thịt mình hay sao. Thì mình nói không phải. How's your finger, Clem? Rồi bây giờ hỏi cái ngón tay của con bé này sao rồi, thì nó nói là đỡ hơn nhiều rồi.
I know I'm not your dad, but if you need anything, I'm your guy, okay? Okay, same. You're my guy? Oh, no. You know. We're gonna try to take care of each other. Yes, deal. Let me know if you need anything. Okay. Hey there. Đúng rồi, bây giờ Glenn nó bắt đầu nó gọi tới nè. Little girl, if you're there, can you put your daddy on the phone? Or on the talkie or whatever? This is Lee. What's up? So, I'm down at that motor inn and, well, I'm stuck. Stuck? Yeah, I saw a chance to get some supplies for the group. And a bunch of the Roman ones got the jump on me. I'm hiding over here, but they won't leave. What's up? Glenn's trapped down at the motor inn. Hey, Glenn. We're gonna talk it over and send a group to come get you, all right? Awesome. I'll sit tight till then. Sounds good. Ôi, thằng Len hình như là nó kiếm được đồ rồi hay sao, nhưng mà nó lại bị kẹt ở cái khu đó. Đội zombie tự nhiên nó ồ ra và nó bị kẹt. Len nó đang trốn. Và mình với lại con phóng viên nó sẽ đi tới đó để cứu thằng Len về. I'm in. Good. Doesn't sound too bad there right now. Let me know as soon as you want to head out. I could use a jog. Giờ cũng chả có cái gì để lấy nữa đâu, tại vì mình cũng khui sạch hết đống đồ ở trong này rồi. Nên thôi kêu con này là đi luôn đi. That radio sign off didn't sound too good. Are you okay? Hỏi thăm nữa chút. You don't have to be. It's dramatic. I'm sure some people got out. Maybe they're all being rescued. Then again, maybe not. Hey there. You ready to head out? You got it. You? Yeah. Yeah. Let's go. Ok, thì chắc là video này mình cũng ngưng tại đây thôi nhé. Thì nếu mà bạn nào thấy hay nhớ để lại mình một like và share. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nhé. Vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.